Này là máy quay phim trưng bày thôi nha, chứ không xài được đâu. Này bị đứt rồi nè, có cũng băng ở trong, băng bị déo á. Con này này nhìn thấy đẹp đẹp. Này khá giống luôn nè, nói chung thấy giống nhau cả. Rồi, con này khá nặng á. Rồi, nói chung là chỉ có hai con này thôi, hai con này em bán 300.000 con ha, còn mấy con này em bán 250.000 con. Rồi ai có nhu cầu liên hệ ha. À, còn máy này nữa nè, máy này bán cho ai về chế CNC nè. Nó có mấy cái trục này của mấy Ken cổ á, bự lắm nè. Bán kèm theo của Atao đi. Của Atao này không có, Atao này như của nó. Của Atao này không có dây nguồn nha. Cái này còn lên nguồn. Đó, ai mua này bán 100.000 thôi. Rồi, cảm ơn.